Chào mừng các em đến với kênh Lời Giải Hay. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em soạn bài củng cố mở rộng bài 3 trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 6, tập 1, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Chúng ta đến với câu hỏi thứ nhất. Kẻ bảng vào vở theo mẫu sau và điền thông tin ngắn gọn về hai văn bản Cô bé bán diêm và Gió lạnh đầu mùa. Các em quan sát bảng đã cho trong sách giáo khoa trang 83. Cô gợi ý, các em hãy nhớ lại hai văn bản đã học và điền vào trong bảng. Cụ thể, về văn bản Cô bé bán diêm, thể loại là truyện ngắn, nhân vật có cô bé bán diêm, người bà, bố và người đi đường. Người kể chuyện ở đây là ngôi thứ ba, tác giả kể chuyện, đúng không nào? Còn trong truyện Gió lạnh đầu mùa, thể loại là truyện ngắn, nhân vật có hai chị em Sơn, Tiên, mẹ của các em và bố nuôi. Người kể chuyện là ngôi thứ ba, tác giả kể chuyện. Tiếp theo đến với câu hỏi số 2. Chọn một chuyện kể em yêu thích và thực hiện những yêu cầu sau. A nhỏ là xác định người kể chuyện, B tóm tắt cốt truyện và C phân tích đặc điểm nổi bật ở nhân vật mà em yêu thích. Ở đây, em hãy chọn một chuyện mà mình đã được nghe hoặc đã đọc để làm bài. Trong phần hướng dẫn này, cô chọn văn bản Cô bé lọ lem. Người kể chuyện ở đây là theo ngôi thứ ba. Tóm tắt cốt truyện, ngày xưa ở vương quốc nọ có một cô gái xinh đẹp tên là Ela. Cha cô mất sớm, cô phải ở cùng bà mẹ kế độc ác cùng hai người chị cùng cha khác mẹ. Ngày ngày, họ bắt cô phải làm lụng vất vả, làm những công việc bẩn thỉu như một người hầu trong nhà. Trong khi các chị của cô được ăn diện xinh đẹp, nhàn nhã, do thường xuyên làm việc nặng nhọc, bụi bẩn bám đầy người nên cô có tên gọi lọ lem. Một hôm, hoàng tử mở vũ hội cho phép các thiếu nữ của vương quốc tham gia. Bà mẹ kế biết chuyện nên nhất quyết không cho lọ lem đi, bắt cô làm nhiều việc nhà. Lọ lem rất buồn và bật khóc. Thật may có bà tiên tốt bụng đã biến cô thành một thiếu nữ xinh đẹp, mặc quần áo sang trọng, đi đôi giày thủy tinh. Sự xuất hiện của cô đã làm ngỡ ngàng mọi người và gây ấn tượng mạnh với chàng hoàng tử. Chàng không để mắt tới bất cứ ai ngoài lọ lem. Hai người bên nhau quên cả thời gian, cho tới lúc chuông điểm 12 giờ vang lên, lọ lem vội bỏ về và đánh rơi mất một chiếc giày. Phải xa lọ lem, hoàng tử rất buồn và sai người hầu đi khắp đất nước tìm xem cô gái nào xỏ vừa chiếc giày đó sẽ lấy làm vợ. Câu chuyện kết thúc rất đẹp, khi người đã tìm ra lọ lem và hai người lấy nhau, sống cuộc sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Tiếp đến, chúng ta cùng đến với câu trả lời phần C, phân tích đặc điểm nổi bật ở nhân vật mà em yêu thích. Cô gợi ý, nàng lọ lem trong truyện là một cô gái xinh đẹp, dịu hiền và rất nết na. Cô nàng đã có quãng thời gian dài khổ cực để tìm tới một hạnh phúc trọn vẹn. Lọ lem với dáng người nhỏ nhắn, dong dỏng cao, khuôn mặt trái xoan, thanh tú, nổi bật nước da trắng hồng, mịn màng. Đôi mắt đen láy, sáng long lanh ở dưới hàng lông mi uốn cong tự nhiên càng làm tăng vẻ quyến rũ của đôi mắt. Hàng lông mày lá liễu dài và cong càng làm tăng vẻ tự nhiên của đôi mắt quyến rũ ấy. Chiếc mũi dọc dừa cao điểm vẻ đẹp cho khuôn mặt của nàng. Đôi môi mềm, đầy đặn, bóng như vừa được bôi một lớp son mỏng. Hàm răng trắng, đều đặn, lấp ló giữa hai vành môi, ẩn giấu một vẻ đẹp nền nã. Mái tóc đen, óng mượt xõa ngang vai. Như vậy, cô vừa hướng dẫn các em soạn bài, củng cố và mở rộng bài 3 trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 6, tập 1, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Ngoài ra, các em cũng có thể lên trang lời giải hay.com để xem thêm bài giải của những bài khác. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong những bài giảng lần sau.